Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã tăng lên 62.700 đô la, phục hồi gần như toàn bộ sau đợt giảm giá trong vài ngày qua. Tháng 10 là tháng thường chứng kiến lợi nhuận tích cực cho Bitcoin. Việc Bitcoin tăng giá mang lại hy vọng rất lớn với một tháng 10 đầy tích cực. Chỉ số về độ tuổi đầu ra đã chi tiêu cho thấy nhiều người nắm giữ dài hạn như nhóm 12 tháng đến 18 tháng đã chọn bán Bitcoin vào ngày 8 tháng 10. Những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn cũng tham gia, dẫn đến làn sóng bán tháo chưa từng thấy kể từ tháng 1 năm 2021. Người sáng lập CryptoQuant, Ki Young Ju lưu ý rằng Bitcoin đang trên đà sideways dài nhất trong một năm halving. Chu kỳ năm 2020 chứng kiến Bitcoin bắt đầu tăng giá vào giữa tháng 10. Hiệu suất của Bitcoin trong quý đầu tiên vượt xa hiệu suất của năm 2020, nhưng hai năm có khởi đầu hoàn toàn khác nhau. Năm 2024, các quỹ ETF đã được chấp thuận tại Hoa Kỳ, dẫn đến làn sóng nhu cầu lớn. Nhà phân tích Nestor chỉ ra rằng, hai tuần đầu tiên của tháng 10 thường chứng kiến sự biến động, giảm trước khi phục hồi. Các hành động giá năm 2021, 2023 và 2024 đã được so sánh. Trong mỗi trường hợp này, cấu trúc thị trường chuyển sang giảm trước khi xuống tăng được thiết lập vào nửa cuối tháng. Điều này có thể khuyến khích hoạt động mua vào khi giá giảm. Trong khi đó, nhà phân tích Ali cho biết, một số cá voi được cho là đã bán hoặc phân phối lại khoảng 30.000 Bitcoin, trị giá khoảng 1,83 tỷ đô la chỉ trong 72 giờ qua. Sự phân phối lại này diễn ra vào thời điểm 80% người nắm giữ Bitcoin vẫn có lãi. Điều này có nghĩa là mặc dù có đợt bán tháo, nhiều nhà đầu tư đã mua Bitcoin với giá thấp hơn, khiến họ ít có động lực bán ra trong hoảng loạn hơn. Phân tích sâu hơn dữ liệu giao dịch lớn của Into the Block để theo dõi động lực của cá voi trong giai đoạn thị trường quan trọng này. Dữ liệu cho thấy mức giảm 23% trong các giao dịch Bitcoin lớn. Điều này thường có nghĩa là hoạt động thị trường giảm trong số những người chơi tổ chức và những cá nhân có giá trị tài sản cao. Tuy nhiên, bất chấp điều này, phần lớn người nắm giữ Bitcoin vẫn có lãi. Điều này có thể được hiểu là dấu hiệu cho thấy người nắm giữ không muốn bán vào lúc này. Mặc dù các giao dịch lớn có thể đã chậm lại, nhưng không có dấu hiệu hoảng loạn lớn nào trong cộng đồng nắm giữ Bitcoin. Ngoài ra, lạm phát tại Hoa Kỳ ghi nhận mức cao hơn dự kiến là 2,4%. Theo nguyên tắc chung, khi lạm phát tăng mạnh, các nhà đầu tư thường đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn như Bitcoin. Điều này có thể bù đắp cho áp lực bán trong ngắn hạn của cá voi, thúc đẩy suy đoán rằng đợt giảm giá gần đây có thể chỉ là sự cố tạm thời trước khi có đợt tăng giá mạnh hơn. Sự kết hợp giữa hoạt động của cá voi và lạm phát cao hơn dự kiến của Hoa Kỳ gây ra sự bất ổn trên thị trường Bitcoin. Thông tin tiếp theo, Ethereum cũng theo sau xu hướng của Bitcoin, ghi nhận được tăng giá nhẹ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bất chấp mức tăng này, ETH vẫn thấp hơn đáng kể so với mức cao gần đây là 2.700 đô la, thấp hơn 50,7% so với mức cao nhất mọi thời đại là 4.878 đô la. Theo nhà phân tích Ali, 2.300 đô la vẫn là mức hỗ trợ chính của ETH. Ali đã trích dẫn 2,4 triệu địa chỉ đã mua 52,6 triệu token ETH với giá 2.300 đô la. ETH phải giữ trên mức này vì đây vẫn là mức hỗ trợ quan trọng nhất. Do đó, nếu altcoin này không giữ được vùng cầu này, ETH sẽ ghi nhận một đợt bán tháo lớn. Việc giảm xuống dưới mức này sẽ đẩy các nhà đầu tư vào tình trạng bán tháo hoảng loạn khi họ cố gắng giảm thiểu tổn thất. Trong kịch bản như vậy, Ethereum sẽ chịu áp lực bán, do đó đẩy giá xuống thấp hơn nữa trên biểu đồ. Tỷ lệ cung cấp trao đổi của Ethereum đã tăng đột biến trong tuần qua. Sự gia tăng trong tỷ lệ cung cấp trao đổi cho thấy những người nắm giữ có thể đang chuẩn bị bán hoặc chốt lời. Đây thường là tín hiệu giảm giá khi các nhà đầu tư chuyển ETH của họ từ ví riêng sang sàn giao dịch. Ngoài ra, dự trữ trao đổi trên sàn của Ethereum đã tăng trong suốt tuần với cùng con số đạt 18,7 triệu đô la. Như đã quan sát trước đó, với sự gia tăng đột biến trong tỷ lệ cung cấp trao đổi, điều này càng củng cố thêm việc các nhà đầu tư chuyển ETH của họ sang các sàn giao dịch. Kiểu hành vi thị trường này có khả năng dẫn đến áp lực bán, do đó đẩy giá xuống. Cuối cùng, tỷ lệ MVRV long short của Ethereum vẫn ở mức âm trong tháng qua. Thông thường, khi những người nắm giữ dài hạn đang chứng kiến thua lỗ, trong khi những người nắm giữ ngắn hạn đang có lãi, điều này dẫn đến sự đầu hàng của những người nắm giữ dài hạn. Điều này dẫn đến áp lực bán lớn hơn khi họ cố gắng giảm thiểu thua lỗ của mình. Việc đầu hàng của những người nắm giữ dài hạn sẽ dẫn đến đáy tạm thời khi họ đóng vị thế của mình, có nguy cơ khiến giá giảm trong ngắn hạn. Tiếp theo là thông tin về Chainlink. Chainlink đã tăng hơn 4% trong 24 giờ qua, cùng với sự phục hồi của thị trường chung. Mặc dù vậy, giá Chainlink vẫn giảm đáng kể trong vòng 30 ngày qua, hiện giao dịch quanh mức 11 đô la. Biến động giá của cặp Link USDT cho thấy tâm lý giảm giá,
khi giá tích lũy trong một tam giác đối xứng và đã xuyên thủng đường xu hướng dưới. Nếu chia linh phá vỡ và giữ dưới đường xu hướng này, thì đó có thể là tín hiệu rõ ràng cho sự suy giảm tiếp theo. Chỉ báo MACD cũng cho thấy biên bán đang mạnh lên khi các thanh động lượng tối dần, phản ánh áp lực giảm giá ngày càng tăng. Ngoài ra, chỉ báo RSI Stock Chartic cho thấy chia linh dễ bị bán quá mức, một tín hiệu cho thấy biên bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Mặc dù tình trạng bán quá mức không phải lúc nào cũng dẫn đến sự phục hồi, nhưng chúng củng cố khả năng tiếp tục giảm xuống 8 đô la, bất chấp hy vọng về một quý 4 tăng giá trong lĩnh vực tiền điện tử. Dữ liệu on-chain của Chainlink cho thấy nhiều lý do đáng lo ngại hơn. Khoảng 86% địa chỉ đang hoạt động là hết tiền, nghĩa là hầu hết người nắm giữ đều đang phải đối mặt với thua lỗ. Chỉ có 3% địa chỉ hoạt động có lãi và 10% hòa vốn. Số dư âm này tạo thêm áp lực bán, vì các nhà giao dịch có thể tìm cách bán token của họ để tránh thua lỗ sâu hơn. Với tỷ lệ địa chỉ có màu đỏ cao như vậy, triển vọng của Linh trong ngắn hạn hướng đến xu hướng giảm sâu hơn nữa, khiến khả năng giảm xuống còn 8 đô la ngày càng cao. Tuy nhiên, vẫn có một tia lạc quan trong tỷ lệ tài trợ, theo lãi suất mở, ở mức dương là 0,0083%. Điều này cho thấy các nhà giao dịch dài hạn đã trả tiền cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Điều này có thể báo hiệu một số hy vọng về sự đảo ngược. Tuy nhiên, chỉ riêng yếu tố này có thể không đủ để chống lại đà giảm giá rộng hơn trên thị trường. Mặc dù triển vọng dài hạn của Chainlink vẫn là tích cực, nhưng khả năng điều chỉnh tiếp tục trong ngắn hạn có thể xảy ra trước khi Chainlink có thể bắt đầu phục hồi và tăng cao hơn nữa. Và thông tin cuối cùng, người đồng sáng lập Ripple, Chris Larson, đã quyên góp 1 triệu đô la bằng XRP cho một ủy ban hành động chính trị, viết tắt là PAC, liên kết với Đảng Dân Chủ để ủng hộ Kamala Harris. Giám đốc công nghệ blockchain đã quyên góp hơn 1,7 triệu XRP, trị giá khoảng 1 triệu đô la vào ngày 14 tháng 8, theo hồ sơ của FEC được công bố trong tuần này. Các khoản tiền đã được chuyển qua Future Forwards USA, một ủy ban liên kết với Đảng Dân Chủ đã huy động được hơn 200 triệu đô la trong chu kỳ bầu cử năm 2023-2024. Sự ủng hộ của Chris Larson dành cho Harris có thể khiến một số người ngạc nhiên. Ripple Labs đã đấu tranh trong 4 năm với SEC. Họ đã kiện công ty này vì cáo buộc thực hiện hơn 1 tỷ đô la trong các giao dịch chứng khoán chưa đăng ký. Chính quyền Joe Biden, Kamala Harris cũng đã bổ nhiệm chủ tịch SEC Gary Gensler, người mà CEO của Ripple, Brad Gelinghaus, gọi là thiếu trách nhiệm chính trị vào năm 2021. Tuy nhiên, khoản quyên góp lớn của Larson là một trong số nhiều dấu hiệu cho thấy các công ty blockchain bị SEC chỉ trích trong chính quyền Biden-Harris đang muốn ủng hộ Đảng Dân Chủ. Trong vài tháng qua, những người ủng hộ tiền điện tử trung thành, bao gồm CEO của Galaxy Digital, Mike Novogratz và tỷ phú ủng hộ Bitcoin Mark Cuban, đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Kamala Harris. Sự ủng hộ và quyên góp đã đổ về khi Harris ra hiệu rằng chính quyền tương lai của bà có thể có lập trường mềm mỏng hơn về tiền số so với người tiền nhiệm. Vào tháng trước, Harris đã lần đầu tiên công khai ủng hộ ngành công nghiệp tiền điện tử trong chiến dịch tranh cử, hứa sẽ đảm bảo Hoa Kỳ sẽ vẫn thống trị trong công nghệ blockchain. Một tháng trước, các nghị sĩ dân chủ ủng hộ tiền điện tử đã ủng hộ cho chiến dịch Crypto for Harris, một cơ sở tổ chức hội trường thị trấn ảo để củng cố sự ủng hộ của những người nắm giữ tiền điện tử đối với Harris. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.